Anh Sang tới cô chú anh chị, anh Sang với chị ơi. Dạ chào chị. Dạ con gái. Wow, một gió hết không? Chào cô chú chị nha. Đó, mọi người đến ủng hộ rất là đông luôn cả nhà. Nhà ơi, xem like cho em xin một cái like nha. Cá hư ơi chị đi. Cô chú chị giàu xin lời cho em cả lời nha. Nhà thấy có rõ không cả nhà? Nhà xem có rõ không? Ở trong rất là đông ha. Hôm nay chị Ni với Hồng Loan là chỗ tài luôn cả nhà. Chỗ tài xay nước mía luôn, làm bếp trưởng luôn. Tại nghiệp chị Ni chỉ lăng xăng. Cái gì ông Ken nó làm gì vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô, trời ơi. Cô biết hình luôn cả nhà. À, bà Bum nói là cả 2 tuần nữa sẽ khai trương quán bún bò viên ha cả nhà. Và bà Bum có tạo một cái trang fanpage á, bán bún bò viên á cả nhà. Cả nhà mình vô theo dõi ủng hộ bà Bum nha cả nhà ơi. Hôm nay đại gia đình đi rất là vui ha. À, chị Bích Trâm hồi nãy cũng mới tranh thủ live stream. Đông quá cả nhà. À, bà con á, tôi live stream của chị Trâm với lại mọi người á là đến kéo đến ủng hộ cả nhà. Ê, ừ, trời ơi. Rồi, xong. Chị Ni chạy bàn quá trời luôn cả nhà. Bữa nay chị Ni quá trời luôn, vừa làm bếp trưởng mà vừa làm nhân viên luôn. Hoa của vợ chồng anh Huy Sang rồi cả nhà. Rình buồn à. Dạ. Cái ngờ. Thế rồi thì tự quỷ thích thấp chứ gì. Đi tự thấy đó không?
Vâng ơi, ăn xong chưa? Được. Ăn hoa len luôn hả? Quá hoa này lắm muộn. Phải bột ngon. Yeah.